Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tây Ninh tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Trong đó có các khu điểm du lịch đã đón hơn 3,4 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.845 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023. Để thu hút khách du lịch, trong thời gian qua, các khu di tích, điểm tham quan du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đã tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất và dịch vụ, tăng cường các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân và khách du lịch. Khách du lịch đến Tây Ninh không chỉ tập trung vào dịp lễ Tết mà còn trải đều qua các tháng trong năm. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2024 với các chuỗi sự kiện văn hóa du lịch, lễ hội và chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ như Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2024 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, chương trình Bình Phước với Tây Ninh, một cung đường, hai điểm đến, đoàn Farm Trip Bình Dương với chủ đề một cung đường, ba điểm đến. Các chương trình đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch giới thiệu sản phẩm du lịch, kết nối tuyến điểm tham quan giữa các địa phương.